Vâng, xin kính chào quý bạn và các vị. Hiện nay chúng ta đang đi trên đường phố ở Montreal, một trong thành phố ở Canada mà tôi cho là giống với Đà Lạt ở Việt Nam nhất. Chúng ta còn 11 giây. Nói chung thì đường phố ở ở đây, ở downtown thì khá là giống với lại ở Toronto, không có gì khác biệt lắm. Thực ra thì tôi mong chờ ở một cái khung cảnh khỏe vẻ khác hơn so với Toronto. Xin chào anh Sáng, anh có cảm nghĩ như thế nào về Montreal? Anh nghĩ ban đầu của anh về Montreal như thế nào so với Toronto? Thấy là thấy đường xá ít người hơn đó. Xin với anh vui lòng trả lời. Tiếng Pháp không? Ai bảo anh Sáng nó toàn tiếng Pháp không? Còn anh Nguyên? Đây là lần thứ hai mình tới Montreal, mình thấy giống như lần thứ nhất. Vâng, rất là quầy vốn, rất là có duyên. Không phải ai cũng có được cái duyên ngầm như thế này đâu. Cái duyên ngầm mà kiếm hoài không ra. Đây là cái cột chữa lửa. Và ở trên cái cột chữa lửa chính là cái biển báo rằng đây là chính là cái cột chữa lửa. Phải nói rằng dân Montreal rất là rảnh. Đôi khi mà tôi đăng cái clip này lên, tôi nghĩ là sẽ rất là rung, tại vì đang đi bộ mà. Ở cái tòa nhà này làm cho tôi nhớ đến một cái game mà tôi đã chơi, đó chính là game Watch Dogs. Bạn tôi nói á, là ở Montreal nó không có khác gì lắm so với Toronto, nhưng mà khi ông lên Quebec làm sẽ thấy sự khác biệt. Vâng, các bạn có nghe Nguyên vừa nói gì không? Nguyên nói rằng Montreal chả khác con mẹ gì so với Toronto cả. Sự khác biệt là ở Quebec City. Đây là một siêu xe. Đây là chiếc Lexus. Cũng không phải là siêu xe. Giống Batmobile vậy. Vâng, và một cái điều mà tôi cảm thấy khá là thú vị ở Montreal chính là cái subway. Ông nội à, ông nội đứng làm gì dắt dậy quá. Ông nội khoa. Rung máy bây giờ cái thằng điên này. Ông nội khoa dắt về quá. Biết. Mỏi tay quá bà nội ơi. Xong qua đi. Đèn xanh mà. Đèn mới đi. Ở cái đường phố ở đây nhìn giống như Gotham vậy. Góc đường này nè. Đây là chắc cái nhà dành cho ABD hay gì á. Bài sát cầu vòng rồi. Ai có thể hiểu được tiếng Pháp vừa dịch đi, tôi không biết là gì rồi đó. Bây giờ nhưng mình đi ngược rồi mát. Gì ba? Gì vậy ba? Mình hướng ngược lại mới đúng. Miếng cặp hả? Đúng rồi, hàng chi thấy sao nó xa. Vậy đó đi qua bao nhiêu kia lại nữa? Đúng rồi. Bắt đầu đi theo cái bắt đầu à? Mình đi riêng không? Vâng, như vậy là chúng ta vừa nhận được một thông tin. Đi lộn đường rồi. Và tôi nghĩ tôi sẽ không đủ can đảm và độ thánh rang để mà quay phim nữa. Cho nên chào các bạn, tạm biệt các bạn. Hẹn quý vị và các bạn vào buổi đi chơi lần sau. Tôi hỏi mấy ông